Tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đồng tổ chức hội thảo góp ý về dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Tại hội thảo, đại diện các tổ chức xã hội, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đã cùng bàn tới các nhóm vấn đề như tiêu chí sàng lọc dự án, đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, quản lý xử lý chất thải, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý chất lượng môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Là bảo vệ môi trường là phải được đặt đúng cái vị trí là trung tâm của các quyết định phát triển. Môi trường không chỉ là cái không gian sinh tồn của con người mà còn là điều kiện, cái nền tảng, yếu tố tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội. Cũng tại hội thảo này, nhiều chuyên gia cho rằng dù dự thảo luật này đã tăng thêm 22 điều từ 170 lên 192 điều, tuy nhiên vẫn còn những bất cập như thiếu sự thống nhất phối hợp, quản lý chất lượng không khí liên vùng hay lo ngại giấy phép môi trường sẽ gây nên khó khăn về thủ tục cho doanh nghiệp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đơn giản đến mức mà chúng ta xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi trường. Cái trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân và cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm không thể thoái thác được. Là đây là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị. Những ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày 20 tháng 5.